Để tiếp tế lương thực thực phẩm kịp thời cho nhân dân các xã Phước Lộc, Phước Thành đang bị cô lập hoàn toàn, hôm nay Quân chủng Phòng không Không quân đã điều động máy bay trực thăng bay vận chuyển 4 tấn hàng hóa và thả thành công cho nhân dân xã Phước Lộc. Quân chủng Phòng không Không quân đã điều động trực thăng của Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 chở gần 2 tấn hàng tiếp tế cho bà con nhân dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, địa hình hiểm trở, nhưng tổ bay đã lợi dụng trục đường giao thông, sông ngòi, khe núi để bay vào các khu vực của xã. Do không có bãi đáp nên tổ bay quyết định hạ thấp độ cao ở cự ly từ 8 đến 10 mét để thả hàng ở hai địa điểm trên trục đường giao thông, tạo thuận lợi cho bà con nhận hàng. Vào Phước Lộc thì ở đây thì tình hình lũ lụt hiện nay là các cái con đường nó đã chia cắt hoàn toàn. Và chúng tôi đã tiến hành tiếp cận và chọn được cái vị trí, các cái vị trí để mà tiến hành thả hàng. Ở đài đây thì không có cái bãi hạ cánh, mà chỉ có các cái vị trí để treo ở độ cao thấp và tiến hành chuyển hàng xuống cho bà con. Thì chúng tôi xác định chúng tôi ở đây khi nào mà không còn cái tình trạng nguy hiểm, không có cái tình trạng cô lập mà ảnh hưởng đến nhân dân, đồng bào ở những vùng sâu vùng xa nữa, thì lúc ấy chúng tôi mới thôi. Và đặc biệt là cái cơn bão số 10, cơn bão Johnny nó chuẩn bị vào, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và sẵn sàng xuất kích để cứu trợ đồng bào ở trong mọi tình huống. Chỉ khi nào mà thời tiết xuất hiện có đủ điều kiện tối thiểu nhất là chúng tôi có thể đã cất cánh lên để mà vào để mà tiếp tế cho nhân dân. Với phương châm không để người dân bị đói, lực lượng không quân tiếp tục chuẩn bị tốt về mọi mặt để thực hiện các chuyến bay vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho nhân dân các xã đang bị cô lập ở huyện Phước Sơn. Bên cạnh việc tiếp tế hàng hóa, chiều nay thì Trung đoàn 930 cũng đã tổ chức thành công chuyến bay để đưa một người già, một người bị thương và một phụ nữ sắp sinh ra khỏi vùng bị cô lập.